Xin mến chào tất cả các bạn. Ai xem được clip này của mình thì các bạn nên chia sẻ cho mọi người. Để các bạn biết không, cái sự chia sẻ của mình ấy nó sẽ giúp nhiều người biết được những cái thông tin mà những cái giá trị mà nhiều khi họ đã bỏ lỡ trong cuộc sống này. Các bạn biết không, thực ra bạn có thể xem rất nhiều sách, biết rất nhiều điều, nhưng cũng có những cái kiến thức mà một cái cách nào đó mà nó không đến được với bạn. Và mình cũng là một cái người đã bỏ qua rất nhiều những cái kiến thức vô cùng đơn giản nhưng lại mang lại những cái điều thần kỳ tuyệt vời đối với chính bản thân, đối với chính gia đình cũng như là những người xung quanh của bạn. Thế nhưng mà qua rất nhiều thời gian mình đã bỏ lỡ nó, mình cũng cứ đi vào đi tìm những kiến thức, nhưng kiến thức phổ thông nó chỉ là một cái mảng của một mặt xã hội thôi, còn kiến thức về sâu sâu thẳm tại con người chúng ta là chúng ta lại không khám phá ra, chúng ta đã bỏ qua nó và mình vô cùng tiếc. Chính vì vậy mà mình chắt lọc những cái gì mình biết được, mình đọc được, nghe được, thấy được, mình chia sẻ với các bạn với một cái mong muốn đơn giản thôi, tất cả chúng ta đều tốt lên. Mình cũng không muốn giữ nó cho riêng mình làm gì, xung quanh chúng ta ai cũng tốt lên thì thật tuyệt vời, đúng không bạn? Ngay trong cái lúc mà mùa dịch đang lên như thế này thì các bạn cần phải xem nhiều hơn những clip như thế này. Mình biết khi mình nói trong fanpage của mình ấy, cộng đồng fanpage của mình còn một số lượng rất là nhỏ, tuy nhiên mình vẫn cứ muốn chia sẻ trong đây. Đối với trang chính của mình ấy thì các bạn đông hơn, với gần 5.000 bạn thì cái lượt tương tác sẽ tốt hơn, nhưng mà mình vẫn muốn là like trong đây để các bạn nếu mà có cái yêu mến thì các bạn sẽ tương tác và chia sẻ, thì lúc đấy nó tạo thành một cái sợi kết nối tốt hơn. Tại vì like ở trên Facebook thì nó có những cái mà giới hạn riêng, tại vì là mình cũng không muốn rằng là nó ảnh hưởng đến công việc của mình. Còn like ở fanpage thì nó cũng có nhiều lý do, nó giúp mình phát triển được chính bản thân mình nhiều hơn và mình mở rộng cái cộng đồng để nhiều người cùng tương tác, giúp nhau cùng phát triển mà không có bị ảnh hưởng nhiều đến những con người khác. Thật là có duyên nếu như mà tất cả mọi người đều mà biết đến những cái điều tốt đẹp. Các bạn biết đấy, khi mà bệnh Covid, dịch Covid này lan tỏa và đến nay thì đã hơn 1.000 người chia đi xa khỏi cái thế giới hữu hình này và đến một cái thế giới nào mình cũng không biết được. Thế nhưng mà đối với những cái hiểu biết, cũng có thể nói là bằng những hiểu biết đơn giản thôi, các bạn cũng có thể giữ cho mình một sức khỏe, một cái lối sống lành mạnh, một cái tư tưởng tốt đẹp để bạn qua mùa dịch một cái an toàn. Tại vì như thầy của mình ấy, những người thầy của mình đã nói rồi, dịch bệnh đến nó là một cái chu kỳ, này nó bắt buộc phải diễn ra và nó cũng là một cái quá trình mà qua cái chu kỳ này nó sẽ đào thải đi rất là nhiều, nói chung là đào thải cũng khá nhiều người. Nếu như các bạn học biết cách quản lý tài chính, biết cách chăm sóc yêu thương cơ thể mình thì các bạn sẽ thoát qua cái giai đoạn này dễ, nhưng một số người đã không thể nào mà qua được cái giai đoạn này, tại vì họ rơi vào nghịch cảnh, họ có những cái việc làm mà nó chưa gọi là tạo nhân, để rồi cây chủ quả nó không được tốt, hoặc là những cái suy nghĩ của bản thân không được tốt, cho nên là dẫn đến là họ đã đón nhận những cái điều không tốt đến với mình sớm hơn. Cuộc đời này chúng ta chỉ sống một lần thôi, thế giới hữu hình chúng ta cũng chỉ trải qua một lần thôi, còn nhiều cái khoảng không khác chúng ta chưa khám phá được, thì có thể chỗ đấy thì mình không có thể hiện được con người vật chất của mình. Chính vì vậy mà nay mình chia sẻ với các bạn nội dung thế này nhé. Thế giới bên trong cơ thể thì nó rất là kỳ diệu. Nếu như mà bạn biết được bên trong mình ấy, nó có một cái sức mạnh mà bạn cần phải nuôi dưỡng nó, thì thật ra nó bằng tinh thần thôi các bạn. Các tế bào mà trong cơ thể mình ấy, nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Mỗi một tế bào nó sẽ chịu một cái chức năng, làm một cái nhiệm vụ riêng biệt. Ví dụ như bạn bị một vết xước đi, thì ngay lập tức các tế bào sẽ phân công nhiệm vụ và nó đến, nó sẽ làm như một người mà bác sĩ chuyên nghiệp ấy, nó phân ra những cái mảng, ai phụ trách ở cái mảng nào thì sẽ làm ở cái mảng đó, và nó chống cho cái việc nó làm cho đông máu này, rồi kháng khuẩn này, rồi bắt đầu là liền vết thương này, vá lại vết thương này, tức là đối với vết xước nhỏ, chứ còn đối với những cái mà nó lớn thì nó còn chưa thể làm được, nhưng mà phải có sự can thiệp của y tế nữa. Nhưng mà nếu mà ở mức độ vừa phải là nó làm một chức năng như một cái bệnh viện, không có khác thế nào đâu các bạn. Các tế bào nó vi diệu lắm, ví dụ như là những cái tế bào mà máu chẳng hạn ấy, nó luôn luôn là các tế bào phụ trách nó sẽ luôn luân chuyển cái dòng máu đó và giữ cho nó chạy không biết bao nhiêu cái vi tế ở tĩnh mạch, mà nó rất điều hành một cách hài hòa trong cơ thể bạn mà bạn không thể nào tưởng tượng được cái cấu trúc mà cũng như là cái điều khiển tự nhiên của nó. Và tất cả những cái yếu tố mà khác mà xâm nhập vào cơ thể bạn ấy, là nó đều phát hiện ra chỉ trong một tí tích, mà không thể nào tính được cái ngàn giây, cái bao nhiêu trên phần ngàn giây đó. Nó luôn báo lại hệ thống dây thần kinh, nó báo rất là nhanh, tốc độ vi xử lý thật tuyệt vời. Và chính vì vậy mà chúng ta phải nắm được những cái bí kíp nho nhỏ ở trong cái sự vận chuyển của tế bào. Khi mà mình nói cho các bạn biết nha, khi mà cái tế bào của chúng ta nó cứ làm việc 7 ngày rồi là 24 giờ liên tục như thế mà nó không mệt mỏi như thế, nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái ý nghĩ điều khiển nó sẽ được cài đặt bởi ý nghĩ của chúng ta. Nếu như chúng ta cứ có cái tư tưởng suy nghĩ là tôi bị say sẩm này, tôi bị hay bị tai say đầu xe, hay là tôi hay bị chứng đau như thế này, chứng đau thế kia, thì với cái việc mà bạn nghĩ ra như thế thì nó ngay lập tức nó xây dựng hình ảnh đó và nó sẽ tạo ra một cái mô típ lúc nào bạn cũng lên xe là bạn sẽ say, giống như mình vậy. Mình nói mình hay bị say đầu xe, cho nên nó đã tạo được mô típ đó, và nó cứ mình thấy xe là mình say, hoặc là lên xe là mình say, kiểu gì mình cũng say, dù rằng bây giờ mình đã luyện rất là nhiều, nhưng mà cái tâm thức đó nó vẫn đã hình thành, cấu tạo trong đó, rồi mình chưa có thể nào cải tạo được nó. Tuy nhiên có nhiều bệnh khác mình vẫn cải tạo được, ví dụ như đau lưng, khi mà mình tôi luyện mình ám thị nhiều ấy, thì cái bệnh đau lưng của mình nó không còn nữa, đến nay thì nó không có đau lưng nữa. Trước có những thời điểm mình đi chụp thì người ta vẫn nói là vôi hóa tới 4 đốt sống lưng, thế nhưng mà khi mình ám thị thật nhiều thì nó không còn bị một cái cảm giác đau lưng nữa các bạn ạ. Đó là một điều kỳ diệu lắm, cơ thể mình có thể khả năng tự chữa lành, và nếu mình không tập trung vào nó,
Tức là cái gì khởi lên thì nó tự mất đi, và khi mình không tập trung vào nó nữa thì nó từ từ nó mất đi. Và bạn phải tận dụng những cái điều đó để bạn xây dựng lại cái mô típ mới cho các tế bào của bạn. Khi bạn đã xây dựng được nó rồi, ví dụ như bạn nói là tôi có năng lượng thật tuyệt vời, ngày hôm nay thật là tuyệt vời, được các giác quan của tôi thật là tốt đẹp, bạn hãy ca ngợi nó, làm cho nó trở nên thật tuyệt vời. Thì khi mà bạn cho bản thân mình những cái khả năng, những cái quy định mới, thì tế bào của bạn nó sẽ xác lập lại và giống như nó xây lại, nó xây lại một cái mô típ mới, là tạo nên bạn một con người hoàn hảo mới. Tế bào thì luôn sinh ra và diệt đi, sinh ra diệt đi, và nó luôn có sự kế thừa. Tuy nhiên khi mà chúng ta tạo mới cho nó thì nó sẽ giống như nó được học tập vậy các bạn, và nó được học tập, nó xây dựng lên mới. Mình phải tận dụng cái yêu cầu này để giữ cho một cơ thể mình khỏe mạnh. Và ông Robert Colley là một cái trường phái tư duy mới, ông đã viết rằng là hãy hướng về hình ảnh hoàn hảo của mọi cơ quan trong cơ thể, và cái bóng của bệnh tật sẽ không bao giờ có thể chạm đến bạn. Nếu mà bạn xây dựng cho mình một cái hình ảnh khỏe mạnh thì bệnh tật không bao giờ mà xâm chiếm được đến bạn. Bạn cứ nghiệm lại trong cuộc đời của bạn đi, bạn gặp những cái con người mà lúc nào tư tưởng của họ cũng mạnh mẽ, khỏe mạnh, thì họ rất ít, họ cũng có bệnh nhưng mà rất ít khi mà bệnh được chạm đến họ lắm. Trường khi cái virus đó nó quá mạnh, giống như COVID chẳng hạn, nó quá mạnh, nó mới và nó xâm nhập một cách nhanh chóng quá thì các cơ thể của bạn nó chưa kịp thời phản ứng thì nó sẽ dễ xâm nhập vào cơ thể. Tuy nhiên những người mà bị xâm nhập nặng thường là họ luôn luôn yếu đuối về tâm trí và họ luôn luôn sợ bệnh tật thì nó xâm chiếm càng mạnh hơn. Còn những người mà có tâm trí cực mạnh và họ luôn tin tưởng vào những tế bào của mình ấy, thì tế bào của họ lúc đấy như những chiến binh, các bạn biết đấy, như những chiến binh trên các cái chiến trận vậy, xông pha và nó bảo vệ kinh khủng, và cho nên người ta mới có xây dựng nên những cái bài thôi miên tiềm thức để mà làm cho các khi mà cơ thể bạn yếu thì bạn sẽ thường xuyên nghe cái clip thôi miên đó. Các bạn sẽ tưởng tượng ra được rằng là giống như là một trận chiến giữa virus và các cái tế bào bảo vệ cơ thể. Và chính vì khi mà nó tiêu diệt được các cái virus đó thì mình sẽ cảm ơn những cái tế bào của mình và đưa chúng về nuôi dưỡng để làm đội phòng vệ tốt khi mà gặp sự cố. Thì cơ thể mình nó cũng giống như một cái sự việc mà trải qua, bạn coi cái cuộc chiến tranh như thế nào thì khi mà virus xâm nhập cơ thể mình thì nó cũng tương tự diễn ra y như vậy. Nếu mà bạn là một người điều khiển tâm trí thật tốt thì bạn sẽ thực hiện điều này. Chính vì vậy mà nhiều người hiện nay, nhất là những diễn giả lớn, hay lập những cái lớp thiền để truyền tải cái năng lượng biết ơn, tại vì tất cả đều là năng lượng các bạn, bắt đầu nó đều gọi là năng lượng hết, cho nên là chính khi mà các bạn được điều này thì bắt đầu là họ lập lên các cái lớp thiền biết ơn để truyền cái năng lượng, nó tạo những cái sóng rung tác động đến, làm thay đổi các tế bào để nó giảm đi cái nguy cơ, giảm đi những cái điều không tốt đẹp đến với con người. Con người chúng ta đã trong nhiều năm, nhất là đối với nhân số học ấy, thì cái năm mà 1900, tức là cứ 1909 mấy hoặc 1909 có số 9 ấy, thì là cái khát vọng của con người quá lớn, khát vọng, cái đam mê khát vọng quá lớn đó, người ta sinh ra cái sự xâm chiếm và sinh ra một cái sự là muốn nắm giữ, muốn nắm quyền lực trong tay nhiều. Chính cái sự đó mà làm cho chiến tranh thường xảy ra. Đối với năm 2000 trở ra thì cái con số yêu thương nó nhiều hơn thì nó sẽ tạo thành cái sóng rung yêu thương, và các bạn biết đấy, từ năm 2000 trở ra này thì cái tình yêu thương sẽ được rộng mở và nó càng mở rộng ở trên hành tinh này. Và mình cũng tin rằng cái với cái tình yêu thương đó nó sẽ hóa giải được tất cả những cái khó khăn đang chạm đến tất cả những cái con người chúng ta, và mỗi người chúng ta cũng phải xóa đi bớt cái tôi, hãy yêu thương nhiều hơn, hãy nắm tay nhau nhiều hơn, thì chúng ta sẽ qua được cái đại dịch Covid này. Đại dịch Covid mặc dù nó nguy hiểm nhưng nếu chúng ta biết cách điều chỉnh tâm trí của mình và hướng đến những điều thiện lành tốt đẹp, thường xuyên nguyện cầu, các bạn cứ nguyện cầu đi, nguyện cầu cho một thế giới bình an, hãy yêu thương chính mình cũng như yêu thương mọi người. Bạn yêu thương mình như thế nào thì yêu thương mọi người như thế. Ngay khi mà bạn thể hiện cái tình yêu của bạn ra thôi là ngay lập tức cái trường sóng năng lượng của bạn nó đã khác rồi, nó đã tăng lên tới 400 đến 500. Bạn hãy yêu thương, cảm ơn mình thường xuyên làm như thế để clean, làm sạch cho cơ thể mình, cũng như là tác động thay đổi cái trường năng lượng để dịch giảm dần. Chứ chúng ta càng tập trung vào nhiều bao nhiêu thì dịch bệnh càng tăng lên, và chúng ta càng than vãn bao nhiêu, càng chê trách, càng phản nàn, càng ghét bỏ nó bao nhiêu thì nó càng biến thành một cái điều không tốt đẹp. Có những người họ dùng cái âm nhạc của thiền sư, âm nhạc của kinh Phật ấy, rồi họ dùng những cái lời nói yêu thương nói với cây cối, sâu bọ, thì ngay lập tức là những con sâu đó, những con bọ đó nó không phá hoại cây nữa mà nó sống rất là hòa, giống như là hài hòa với nhau, chung tay với nhau mà để cùng phát triển. Nó chỉ ăn một cái lượng nào đó thôi, còn nó vẫn giữ cái vẻ tốt đẹp của cây cối. Người ta đã thí nghiệm và đã thành công trên lĩnh vực này, thì ngay cả chúng ta cũng vậy, hãy chung tay chung vậy, sau đó hãy yêu thương cả những con virus đi, có gì đâu, mình hãy yêu thương nó, hãy lan tỏa nó để cho nó cảm hóa nó thành một cái tình yêu thật lớn. Khi đó nó có xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì nó cũng chỉ làm giống như một cái virus nhỏ nhỏ nào đó. Và hãy rèn luyện tâm trí của mình để có một cái nguồn năng lượng thật là mạnh, nó có thể kháng được, tế bào của mình sinh ra một cái năng lượng kháng được tất cả những cái bệnh tật đến với cơ thể bạn, ngay lập tức nó cũng chữa lành được cho chính bạn đấy. Đó là những chia sẻ của mình hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đăng video nữa nha. Xin chào, cảm ơn bạn Bùi, xin chào. Hy vọng là những cái thông tin này sẽ giúp ích được cho các bạn. Nhớ chia sẻ like của mình để cho nhiều người được biết mà lan tỏa cái sức cạnh tranh này, sức ảnh hưởng này đến cho mọi người để mọi người tốt lên nha các bạn. Cảm ơn mọi người nhiều nha.